con hãy coi chừng, đừng kính rẻ một ai trong những kẻ bé mọn này. Và kẻ nào đón nhận một trẻ nhỏ như thế này vì danh Thầy, tức là đón nhận Thầy. Các con hãy coi chừng, đừng khinh rẻ một ai trong những kẻ bé mọn này. Vì Thầy bảo các con, thiên thần của chúng trên trời hằng chiêm ngưỡng thánh nhan Cha ta đứng ngự trên trời. Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói khát, hoặc là khách lạ, hoặc trần truồng, đau yếu hay ngồi tù mà không phục vụ Chúa đâu? Bây giờ người sẽ đáp lại họ rằng: Ta bảo thật các ngươi, mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất đây, là các ngươi đã không làm cho chính Ta vậy. Matthew chương 18 từ câu 1 đến câu 5 và chương 10 từ câu 2 đến câu 14. Ngài ở với nông dân đang cày bừa, Ngài ở với người công nhân đang đập đá, Ngài đang đổ mồ hôi dưới nắng mưa từng ngày, và chân bùn tay lắm trong tấm áo tả tơi. Nghe theo tiếng gọi của Thiên Chúa, chúng tôi đã bước lên làm cầu nối giữa những người có hoàn cảnh cần giúp đỡ với những tâm hồn biết yêu thương, lắng nghe và chia sẻ của các thành phần dân Chúa. Và nhờ vào lòng bác ái của quý mạnh thường quân, hành trình của chúng tôi đã đi được 5 mùa. Ngay từ những ngày đầu hoạt động, chúng tôi đã tiếp nhận rất nhiều người có hoàn cảnh khó khăn đến xin trợ giúp. Họ là những bệnh nhân cần điều trị nhưng không có khả năng kinh tế. Họ là người cao tuổi, tật nguyền, neo đơn, không có khả năng lao động. Họ đang trong hoàn cảnh túng quẫn và bế tắc đến kiệt quệ. Càng đi vào hoạt động sâu rộng, chúng tôi càng cảm nhận rằng số người đang cần nhờ đến sự giúp đỡ nhiều và cấp bách đến dường nào. Dự án hỗ trợ học phí cho các em có hoàn cảnh khó khăn tại 27 khu vực trong thành phố là một chương trình khuyến học tiếp sức cho các em đến trường. Dự án này là cơ hội giúp cho các em bớt những nỗi lo về kinh tế, đồng thời khuyến khích các em đến trường dù trong những hoàn cảnh khó khăn nhất. Hiện nay, đã có hơn 200 em đang nhận học phí từ tấm lòng của quý ân nhân. Tuy nhiên, con số này không là bao so với nhiều mảnh đời đang cần được giúp đỡ để tiếp cận với tri thức. Với ước mong thiết lập và vận hành một trung tâm phục hồi chức năng cho các trẻ bại não trên 3 phương diện: điều trị có hiệu quả, vui chơi và học tập, hội nhập vào cộng đồng. Dự án này đã mang tình yêu tới những trẻ bại não và gia đình trẻ có hoàn cảnh kém may mắn trong xã hội. Dù là dự án quan trọng mà Caritas Tổng Giáo Phận đã nỗ lực thực hiện hơn 5 năm qua, tuy nhiên, với mật độ dân số đông, các vấn đề ô nhiễm môi trường, lao động quá cường độ, cộng với mạng lưới y tế tại thành phố như bệnh viện, trạm y tế đều đã quá tải so với lượng người có nhu cầu khám chữa bệnh, thì sứ mạng này càng ngày càng trở nên cấp thiết. Bên cạnh đó, các bệnh nhân từ các tỉnh lên thành phố chữa bệnh cũng gặp khó khăn khi phải chờ đợi lâu để làm xét nghiệm và nhập viện, hay những bệnh nhân nặng sau khi xuất viện cần phải theo dõi, chăm sóc đặc biệt và tái khám theo hẹn. Những bệnh nhân đó đã rất tốn kém trong các chi phí di chuyển, chỗ ở, ăn uống, cũng như không có điều kiện thuận lợi trong việc điều trị và chăm sóc. Đứng trước nhu cầu lớn của họ, Caritas Tổng Giáo Phận khai mở nhà lưu trú và trung chuyển bệnh nhân tại số 181 đường Bành Văn Trân, phường 7, quận Tân Bình. Dự án này đã bước đầu có thể giúp các bệnh nhân nghèo vượt qua được những nguy cơ tử vong khi phải đối diện với tình trạng bệnh hiểm nghèo, không người giúp đỡ, thiếu kiến thức về y tế, về môi trường trên địa bàn thành phố. Khi đến các gia đình của người có HIV hoặc thân nhân người nhiễm HIV đang sống tại cộng đồng hoặc các phòng khám ngoại trú tại 24 quận huyện trên địa bàn thành phố,
chúng ta dễ dàng nhận ra sự thiếu thốn, cùng cực của những người thân có con em bị nhiễm HIV. Những hệ lụy từ căn bệnh này hằn lên trán, trên đôi má nhăn nheo của những ông nội, bà ngoại của các bệnh nhi thơ ngây, trong sáng, hay trên những khuôn mặt khắc khổ của người vợ, người chồng đang nhiễm HIV đến lấy thuốc cho con, cho mình mỗi tháng. Từ tháng 8 năm 2014 đến tháng 6 năm 2015, Caritas Tổng Giáo Phận đã đi đến hai bệnh viện nhi lớn của thành phố là Bệnh viện Nhi Đồng 1 và Nhi Đồng 2 để khảo sát và tìm hiểu về cuộc sống của trẻ có HIV, về thân nhân và gia đình của trẻ, để có những hỗ trợ thiết thực hầu giúp họ nhanh chóng cải thiện cuộc sống, cải thiện sức khỏe, hòa nhập vào cộng đồng một cách hiệu quả và tự tin. Tuy nhiên, sự giúp đỡ này vẫn chỉ ở mức độ giải quyết các nhu cầu trước mắt của bệnh nhân trong cuộc chống chọi với căn bệnh tai ác này. Liên quan đến vấn đề y tế, những năm gần đây, Caritas đã nhận được rất nhiều đơn xin mổ mắt của những bệnh nhân nghèo tại thành phố Hồ Chí Minh. Có một số trường hợp bị bệnh về mắt với chi phí chữa trị rất cao, là nhịp cầu nối kết giữa quý ân nhân với những người có hoàn cảnh khó khăn. Caritas Giáo Phận đã giúp hỗ trợ cho một số trường hợp khẩn thiết. Đây là dự án mà chúng tôi xem là cuộc chiến giữa các tình nguyện viên của Caritas với những bậc cha, mẹ có ý định rũ bỏ trẻ nhỏ ngay khi còn chưa hoàn thiện hình hài. Dù đã được tập huấn cả về tâm lý lẫn kỹ năng trước khi tiếp cận thực tế, Ban Bảo vệ Sự Sống vẫn gặp nhiều khó khăn, nhiều hiểu lầm, thậm chí hiểu đúng với cách nhìn ác cảm và sự thiếu đạo đức để ngăn chặn Ban Bảo vệ Sự Sống làm những công việc có ích và cần thiết này cho xã hội. Những khó khăn đó đến từ nhiều nơi, từ hệ thống chính trị, từ hệ thống bệnh viện, cơ sở y tế, từ các bác sĩ, và thậm chí đến cả từ các nạn nhân. Dù vậy, như lời lên án mạnh mẽ của Đức Thánh Cha, phá thai còn tồi tệ hơn cả những tệ nạn, vì đó là một tội ác. Đó là loại trừ một người nào đó mà đúng ra ta phải cứu sống họ. Chúng tôi vẫn hằng nhẫn nại lên đường với một hy vọng nhỏ nhoi, cất lên một tiếng nói báo động cho xã hội và âm thầm chăm sóc các sinh linh bị chối từ và vứt bỏ. Đây là một số dự án trọng tâm mà Caritas Tổng Giáo Phận đang nỗ lực hướng tới hoạt động trong thời gian qua. Bên cạnh các dự án khác cũng không kém bức thiết như chăm sóc sức khỏe cho các mái ấm mồ côi, khuyết tật, hỗ trợ những bệnh nhân nghèo tại gia đình và nơi bệnh viện, mổ mắt, mổ tim cho những bệnh nhân nghèo, học bổng cho học sinh nghèo, v.v. Ngoài ra, chúng tôi còn có kế hoạch của một mái ấm cho khoảng từ 50 đến 70 cụ già neo đơn không nơi nương tựa, đang chờ Caritas triển khai. Một phòng khám miễn phí, dự trù cho hàng trăm bệnh nhân nghèo được khám chữa bệnh hàng ngày. Những mảnh đời đau khổ cần được ủi an và giúp đỡ vẫn nối tiếp nhau đến với chúng tôi trên hành trình thực thi việc bác ái. Với sức người, điều kiện kinh tế có hạn, chúng tôi trong nhiều trường hợp cảm thấy bất lực vì mình vẫn chưa mang niềm vui trọn vẹn đến tất cả những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống này. Và chúng tôi luôn cần thêm nhiều cánh tay nữa tiếp sức cho mình, nhằm mỗi ngày dấn thân làm một ngày mang thêm được nhiều nụ cười, xoa dịu thêm nhiều nỗi đau cho tha nhân. Đến giờ phút này thì chắc quý ông bà và anh chị em đều đã nóng lòng để muốn nghe được tiếng nói của vị cha chung của Tổng Giáo Phận. Thế nên giờ đây chúng còn trân trọng kính mời Đức Tổng Giám mục Phaolô lên bàn huấn từ cho cộng đoàn của chúng con tại nơi đây. Chúng con xin kính mời và chúng ta cùng một tràng pháo tay để đưa chúng ta. Trọng kính Đức Hồng Y, kính chào tất cả quý vị. Cái chủ đề của tối hôm nay thật hết sức là hay. Cho cuộc đời tốt đẹp hơn. Ai trong chúng ta mà không mong ước cho cuộc đời mình tốt đẹp hơn? Chúng ta có quyền mong ước điều đó.
Và không những mong ước cho cuộc đời mình tốt đẹp hơn, mà mong ước cho cuộc đời của biết bao nhiêu người, của tất cả mọi người, mà đặc biệt là những người đau khổ, những người nghèo nàn, những người bất hạnh. Mà muốn cho cuộc đời tốt đẹp hơn thì hồi nãy giờ các cái bài hát đã diễn tả hết các cái khía cạnh mà tôi không thể nhớ hết được. Nhưng mà có cái khía cạnh hết sức quan trọng á, là cái khía cạnh yêu thương. Thiên Chúa là tình yêu, cho nên chúng ta hãy yêu nhau như là yêu Chúa vậy. Cái yêu thương nó làm nền tảng cho cái niềm vui trong cuộc sống của mình. Ngay cả khi chúng ta lặng, chúng ta lắng dịu tâm hồn xuống. Mà chúng ta lặng thì chúng ta không phải buồn đâu, không phải lặng luôn đâu. Nhưng mà khi lặng như vậy, cái niềm vui nó càng sâu thẳm hơn nơi con người của chúng ta. Vậy ước gì tất cả anh chị em, chúng ta, tất cả quý vị hiện diện đêm nay ở tại đây đón nhận tình yêu của Chúa, đón nhận ánh sáng của Chúa, để với tình yêu và ánh sáng của Chúa, chúng ta bao phủ tất cả mọi người sống chung quanh chúng ta trong năm lòng thương xót này. Xin hết. Chúng con xin hết lòng cảm ơn Đức Tổng Giám mục Phaolô. Và chúng con xin Đức Tổng lưu lại trên sân khấu một chút. Và chúng con kính mời cha giám đốc Caritas trên tặng hoa cho Đức Tổng. Và xin quý vị một tràng pháo tay thật nồng nhiệt dành tặng cho Đức Tổng có những huấn từ ngài chia sẻ trong chương trình Caritas lần 3. Và xin được cảm ơn cha giám đốc Caritas. Kính thưa quý vị, còn một niềm vui còn lớn hơn nữa, đó là ngày hôm nay ban tổ chức cũng rất vui mừng và hân hoan chúc mừng sinh nhật lần thứ 82 của Đức Hồng Y Gioan Bautista. Chúng ta kính tặng ngài một tràng pháo tay thật lớn ạ. Chúng con kính mời cha giám đốc tặng hoa cho ngài. Và bây giờ kính mời cộng đoàn tất cả chúng ta cùng đứng lên và cùng hát để chúc mừng Đức Hồng Y. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Một lần nữa xin quý vị một tràng pháo tay thật lớn và thật dài. Và bây giờ chắc hẳn là cả cộng đoàn chúng ta đều ước muốn được lắng nghe tiếng của Đức Hồng Y. Chúng ta lâu lắm rồi chưa được nghe tiếng của ngài. Chúng con xin kính mời Đức Hồng Y và xin kính mời cộng đoàn ngồi. Cảm ơn cha giám đốc Caritas, cảm ơn tất cả Đức Tổng Giám mục, quý cha, quý tất cả các anh chị. Cái lời chúc nãy đó cũng là lời cầu cho tôi, cầu cho tôi Chúa ban cho tôi nhiều sức khỏe, sống hoài, sống mãi, sống tới chết thôi. Tôi nên rất là cảm ơn. Mà tôi sống, tôi cảm thấy rằng sống cho tới bây giờ đó cũng là do lời cầu nguyện của mọi người. Mà Chúa mới ban cho tôi được cái sức khỏe, sống cho tới ngày hôm nay với tất cả anh chị em. Xin anh chị em tiếp tục cầu nguyện thêm. Rồi tôi cũng cầu nguyện cho tất cả anh chị em cũng sống lâu như tôi vậy, để cầu nguyện cho tôi chứ chết rồi không ai cầu nguyện cho tôi nữa. Xin cảm ơn. Chúng con cảm ơn Đức Hồng Y rất là nhiều. Và chắc chắn cả cộng đoàn chúng ta đều từng ngày vẫn dâng lời cầu nguyện cho ngài trong thánh lễ, phải không ạ? Và chúng ta tiếp tục giữ lời cầu nguyện đó cho đến khi nào mà Chúa bảo mình cầu nguyện cách khác thì mình sẽ cầu. Dạ vâng, và sau đây ban tổ chức xin được kính mời quý vị ân nhân của Caritas Sài Gòn cùng bước lên sân khấu để nhận những bó hoa tri ân từ phía ban tổ chức. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông Vũ Thanh Tâm, Chủ tịch Tập đoàn Đông Phương Group. Xin kính mời ông Nguyễn Thái,
đại diện giới doanh nhân Công giáo Tổng giáo phận. Xin được trân trọng kính mời bà Đỗ Thị Nguyệt, đại diện Công ty Cổ phần Thép Bomina. Xin kính mời ông Lê Thanh Liêm, đại diện Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Minh Nam. Xin được trân trọng kính mời ông Trần Ngọc Đức, đại diện Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Rạng Đông SBK. Xin mời ông Nguyễn Vũ Hoàng Trung, đại diện Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Dược phẩm và Trang thiết bị Y tế Hoàng Đức. Xin được trân trọng kính mời ông Ngô Xuân Tiệt, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Tâm Sinh Nghĩa. Và cuối cùng xin kính mời ông Vũ Gia Khánh, đại diện Công ty Truyền thông Khang. Và chúc con xin được trân trọng kính mời cha Vinh Sơn Vũ Ngọc Đồng, Giám đốc Caritas Tổng giáo phận sẽ lên tặng hoa cho quý vị ân nhân. Thưa quý vị, để thực hiện được chương trình ngày hôm nay thì đã có rất nhiều các ân nhân, các chuyên gia cùng hợp tác với nhau trong tình thương yêu để có thể dàn dựng được chương trình ngày hôm nay. Tuy nhiên, lúc này chúng con chỉ xin được phép mời một số những vị đã có công việc trực tiếp trong công việc thực hiện này để chúng con tôn vinh, thay cho rất nhiều những vị khác đang thực hiện một cách âm thầm. Giờ đây chúng con xin được nêu tên để vinh danh các vị đã làm những công việc trực tiếp đây. Trước hết, con xin mời cha Giuse Phạm Văn Bình, MC tất cả các chương trình của Caritas Việt Nam trong suốt 3 năm vừa qua. Kế đó là tôi xin mời chị Teresa, MC Song Khánh, cũng dẫn các chương trình của nhịp cầu Caritas 2 và Caritas 3. Xin mời nhạc sĩ Giuse Lê Đức Hùng, biên tập chương trình của nhịp cầu Caritas 2 và 3. Xin mời nghệ sĩ ưu tú Giuse Vũ Thành Vinh, đạo diễn chương trình của nhịp cầu Caritas 2 và 3. Xin mời ông Bùi Tiến Đạt, giám đốc nhân sự tập đoàn Đông Phương Group. Xin mời ông Nguyễn Văn Xây, tổng quản lý Adora Nguyễn Kiệm. Xin mời ông Maximiliano Maria Colbe Nguyễn Công Bình, là đại diện của âm thanh và nhạc cụ Việt Thương. Xin mời họa sĩ Phêrô Lê Việt Dũng, thiết kế con nhịp cầu Caritas 2 và 3. Và xin mời bà Trinh Hoan, đại diện của HK Phim. Thank you.
thay mặt cho anh chị em thực hiện chương trình, chúng con xin chân thành cảm ơn cha giám đốc cùng với anh chị em đang làm việc cho Caritas Tổng Giáo Phận, cũng như tất cả quý ông bà và anh chị em đã tin tưởng và giao công việc cho chúng con trong những năm vừa qua. Những gì chúng con đã làm được thì xin quý vị cùng tạ ơn Chúa với chúng con. Và những gì chúng con chưa làm được hay không làm được thì tại nơi đây chúng con xin nói lời xin lỗi và xin cho chúng con nợ và cho chúng con cơ hội để có thể hoàn thiện. Chúng con một lần nữa xin cảm ơn và kính chúc cha giám đốc cũng như tất cả quý vị tiếp tục thưởng thức đêm ca nhạc này với tất cả niềm tin, lòng yêu mến và lòng trông cậy rằng Thiên Chúa vẫn tiếp tục ở với chúng ta. Xin hết lời. Và sau đây chúng con sẽ được trân trọng kính mời quý vị cùng liên tiếp thưởng thức bốn nhạc phẩm. Đầu tiên nhạc phẩm Phó Thác, một sáng tác của Kiều Linh, trình bày tiếng hát của ca sĩ Gia Ân. Nhạc phẩm Hoang Mang và Làm Sao Con Yêu Chúa của nhạc sĩ Khắc Dũng với phần trình bày của ca sĩ Mai Thảo và nhóm Doremi. Và sau cùng là Một Chút của Thông Vi Vu qua phần biểu diễn của nhóm Một Chút. Mời quý vị cùng thưởng thức. Xin phó thác trong tay Chúa những khi vui mừng hoặc những lúc con đau buồn, mỗi khi đời con gặp những nỗi lo âu khó khăn và mỗi khi tim con ngập tràn hạnh phúc dâng. Chúa ơi, con tuy một hèn vấp ngã đã bao nhiêu lần tội lỗi, cám dỗ con luôn mãi đã khiến hồn con xa Chúa ơi, nhưng tim con nay sẵn sàng đón Chúa đến ban ơn lành, tha thứ hết bao lỗi lầm và thành hoa tâm hồn con. Những nỗi buồn vui và những đớn đau trong kiếp người sẽ mau phai tàn cùng những tháng năm trong qua, vẫn luôn còn mãi tình Chúa đã mến yêu thế chân, thập giá kia hy sinh thân mình để cứu muôn người. Chúa ơi, con tuy mòn hèn vấp ngã đã bao nhiêu lần tội lỗi, cám dỗ con luôn mãi đã khiến hồn con xa Chúa ơi, nhưng tim con nay sẵn sàng đón Chúa đến ban ơn này, tha thứ hết bao lỗi lầm và thành hoa tâm hồn con. Con sẽ mến yêu cuộc sống này mãi đến phút giây đời vĩnh viễn xa cách con. Chúa ơi, dạy con được biết kính tin yêu Chúa luôn và mến yêu tha nhân thật lòng như Chúa thương con. Chúa ơi, con tuy mòn hèn vấp ngã đã bao nhiêu lần tội lỗi, cám
dỗ con luôn mãi đã khiến hồn con xa chuối. Nhưng tim con nay sẵn sàng đón Chúa đến ban ơn lành, tha thứ hết bao lỗi lầm và thánh hóa tâm hồn con. Nhưng tim con nay sẵn sàng đón Chúa đến ban ơn lành, tha thứ hết bao lỗi lầm và thánh hóa tâm hồn con. Tha thứ hết bao lỗi lầm và thánh hóa tâm hồn con. Chúa ơi, con tuy con hề vấp ngã đã bao nhiêu lần, đón Chúa đến ban ơn lành và thánh hóa tâm hồn con. Quá ngây thơ mà lầm sẽ
càng thêm sắc sơ khi con chẳng tìm ra lối. Đời người thật mong manh mà lòng con đầy những bối rối, hãy giúp con thôi ngập ngừng và quyết tâm theo lời chẳng còn tiện tâm con phải mở, làm sao con gặp gỡ chia xa. Hãy dung con Chúa ơi, biến đổi lòng con đây, cho con say tình Chúa, cho con yêu được Chúa ơi, thương tình để yêu thương, cho con cùng mọi người đường gặp Chúa. Chúa nên thánh khi con chưa nên người, làm sao con nên người khi con còn sống vô tình. Rồi con chẳng biết xót thương, tư tâm con chẳng còn, thiện tâm con phải mở, làm sao con gặp gỡ chia gian. Hãy giúp con Chúa ơi, biến đổi lòng con đây, cho con say tình Chúa, cho con yêu được người. Hãy giúp con Chúa ơi, mọi người
lòng Chúa, Chúa ơi. Chúa trong đời trở thành mong Chúa,
thật tuyệt vời, chất chiu từng chút ấy cho đời này thêm sáng tươi. Xin được cảm ơn phần biểu diễn của nhóm Một Chút. Thưa quý vị, để làm được những điều cao cả nhưng thầm lặng ấy, trước tiên mỗi chúng ta phải có một tấm lòng, dù chỉ để gió cuốn đi. Trong đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi, gió cuốn đi cho mây qua dòng sông, ngày vừa lên hay đêm xuống mênh mông, ôi trái tim đang bay theo thời gian, làm chiếc bóng đi giao lời dối gian. Nhưng khi chiều tới cần có một tiếng để ngâm ngùi theo lá bay, rồi nước cuốn trôi, rồi nước cuốn trôi. Đời xuống nhìn suốt một mối tình, chỉ lặng nhìn không nói năng, để buốt trái tim, để buốt trái tim. Trong trái tim con chim đau nằm yên, ngủ dài lâu mang theo vết thương sâu, một sớm mai chim bay đi triền miên, và tiếng hót tan trong trời gió lên. Hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp còn cuộc đời ta cứ vui, dù vắng bóng ai, dù vắng bóng ai, để gió cuốn đi, để gió. Được trân trọng được gửi lời chào đến tất cả quý vị, và con xin gửi lời chào đến các cha, các cô chú, các anh chị và các bạn. Hôm nay Quang Dũng rất là vinh dự, rất là vui khi được đến đây để hát cho tất cả quý vị trong một chương trình mà Quang Dũng thấy vô cùng là ý nghĩa và rất là hạnh phúc.
Bài hát vừa rồi là một sáng tác rất là hay của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Để Gió Cuốn Đi. Cũng như ngay tiếp theo cho đây, Quang Dũng xin được gửi đến một sáng tác của nhạc sĩ Phương Nguyên, Tôi Yêu. Xin mời quý vị. Tôi yêu bao con phố que, yêu cánh đồng, yêu hạt lúa thơm, yêu cơn mưa rơi trước hiên, yêu nắng dài trên tà áo em bay. Hằng ngày cà phê trước thềm, bạn bè hàn huyên suốt ngày. Tôi yêu người Việt Nam này, cả trong câu hát ca dao. Tôi yêu người Việt Nam này, cười vui cho quên đớn đau. Tôi yêu người Việt Nam này, mẹ ơi con mãi không quên. Ngàn nụ hôn trong tim, dành tặng quê hương Việt Nam. Tôi yêu Nha Trang Vũng Tàu, ông mái chùa, yêu dòng nước trong xanh. Tôi yêu phiêu du khắp trời, bên những người thân của tôi. Một bài trẻ thơ nói cười, bạn bè hàn huyên suốt ngày. Tôi yêu người Việt Nam này, cả trong câu hát ca dao. Tôi yêu người Việt Nam này, cười vui cho quên đớn đau. Tôi yêu người Việt Nam này, mẹ ơi con mãi không quên. Ngàn nụ hôn trong tim, dành tặng quê hương Việt Nam. Tôi yêu Nha Trang Vũng Tàu, bao mái chùa, yêu dòng nước trong xanh. Tôi yêu phiêu du khắp trời, đến những người thân của tôi. Ruộng đồng màu xanh ngút ngàn, một bầy trẻ thơ nói cười. Tôi yêu người Việt Nam này, cả trong câu hát ca dao. Tôi yêu người Việt Nam này, cười vui cho quên đớn đau. Tôi yêu người Việt Nam này, mẹ ơi con mãi không quên. Ngàn nụ hôn trong tim, dành tặng quê hương Việt Nam. Tôi yêu người Việt Nam này, cả trong câu hát ca dao. Tôi yêu người Việt Nam này, cười vui cho quên đớn đau. Tôi yêu người Việt Nam này, mẹ ơi con mãi không quên. Ngàn nụ hôn trong tim, dành tặng quê hương Việt Nam. Ngàn nụ hôn trong tim, dành tặng quê hương Việt Nam. Ngàn nụ hôn trong tim, dành tặng quê hương Việt Nam. Ca sĩ Quang Dũng cùng với phần múa minh họa của vũ đoàn Việt Hải. Xin được cảm ơn ca sĩ Quang Dũng và vũ đoàn Việt Hải. Và cũng kính thưa quý vị, chúc con vừa nhận được một thông tin rất vui từ phía ban tổ chức. Và xin được nói luôn về thông tin này ngay giờ phút này đây thưa quý vị. Chúc con nhận được thông tin về phía ban tổ chức báo rằng có một vị mạnh thường quân Ngô Xuân Tiệc có ý định tặng 300 triệu đồng cho chương trình Caritas hôm nay. Và chúng con xin được trân trọng kính mời Mạnh Thường Quân, Ngô Xuân Tiệc
lên sân khấu. Dạ thưa anh, không biết là giây phút này đây, có lẽ đây là một món quà ý nghĩa và thiêng liêng nhất mà Chúa muốn gửi tặng cho cộng đoàn Caritas, đặc biệt là những thân phận nghèo khó. Qua chính sự hiện diện của anh ngày hôm nay, không biết là anh có lời gì chia sẻ với tất cả quý vị đang ngồi phía dưới không ạ? Kính thưa trọng kính Đức Tổng, kính thưa quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý ông bà, cha bác, anh chị em trong cái khán phòng này, trước hết là con không phải mạnh thường quân gì hết. Trong cái chương trình Caritas để vì tất cả mọi người để chung tay để mà cho những mảnh đời bất hạnh, thì con cũng có một chút đóng góp. Đây là dùng cái của Chúa ban cho chúng con để mà chia sẻ lại cho những người kém may mắn hơn chúng con. Cũng mong rằng là hết mọi người, mỗi người một chút, nhiều nhỏ góp lại thành to để những cái mảnh đời bất hạnh, những người kém may mắn sẽ được nâng đỡ nhiều hơn. Con chỉ có một chút gọi là như thế để mà trong cái chương trình tối hôm nay để đóng góp, để chương trình được đóng góp và nâng đỡ nhiều mảnh đời bất hạnh hơn. Con xin cảm ơn ạ. Vâng, xin cảm ơn anh Ngô Xuân Tiệc rất là nhiều. Và chúng ta cũng có quyền chờ đợi sau người thứ nhất sẽ còn có những người thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm và nhiều hơn nữa. Ban tổ chức sẵn sàng đón tiếp, ban tổ chức sẵn sàng chờ đợi và kính mời quý vị tiếp tục. Và giờ đây xin mời nam ca sĩ Quang Dũng đang hiện diện ngay tại sân khấu đây cùng với lại vũ đoàn Việt Hải sẽ nhận kỷ niệm chương từ phía ban tổ chức của chương trình Caritas. Kính thưa quý vị, ca sĩ Quang Dũng cũng như là vũ đoàn đây là những anh chị em ngoài công giáo nhưng mà luôn luôn tích cực với công việc của Caritas. Thế nên Caritas không phải chỉ là việc của người công giáo mà Caritas là công việc của Chúa và Chúa tác động trên mọi tâm hồn. Thế nên xin anh chị em một tràng pháo tay dành cho những nghệ sĩ ngoài công giáo đến với chúng ta hôm nay đi ạ. Và chúng con sẽ được trân trọng kính mời Sơ Lucia Như Lai sẽ thay mặt cho Caritas Sài Gòn lên trao tặng kỷ niệm chương của chương trình cho ca sĩ Quang Dũng cùng với đại diện vũ đoàn Việt Hải. Xin quý vị một lần nữa một tràng pháo tay thật lớn, thật đồng nhiệt cho ca sĩ Quang Dũng cùng với vũ đoàn Việt Hải. Xin kính mời Sơ Teresa Ngọc Thủy đại diện cho Caritas lên trao kỷ niệm chương cho các nghệ sĩ của chúng ta. Cảm ơn tay rất đồng nhiệt cho ca sĩ Lê Huyền, nhóm bè Chio, nghệ sĩ Thể Hiện, nghệ sĩ Đông Hòa, ca sĩ Gia Suy, ca sĩ Bảo Thi và đại diện nhóm thiếu nhi Thánh Thể Hòa Hưng. Mời Sơ Anna Mỹ Duyên sẽ ra trao tặng những kỷ niệm chương cho các anh chị em nghệ sĩ đã biểu diễn trong chương trình. Chào bắt tay thật đồng nhiệt cho Sơ Anna Mỹ Duyên cùng với anh chị em nghệ sĩ và các ca đoàn. Và xin được trân trọng kính mời Sơ Anna Thanh Lan đại diện Caritas Sài Gòn sẽ lên trao kỷ niệm chương cho các anh chị nghệ sĩ. Thưa quý vị, bằng cách này hay cách khác, thông qua lời ca tiếng hát, tất
cả anh chị em nghệ sĩ đã làm sáng danh Chúa qua những ca khúc đầy yêu thương và đầy ngọt ngào. Một lần nữa xin quý vị một tràng pháo tay thật nồng nhiệt cho anh chị em nghệ sĩ đã luân phiên biểu diễn trong chương trình đêm nay. Và thưa quý vị, phía sau chương trình vẫn còn có sự xuất hiện của hai ngôi sao ca nhạc được quý vị rất yêu mến. Rất mong quý vị sẽ ngồi đến cuối chương trình Caritas lần 3 hôm nay. Xin được cảm ơn Sơ Anna Thanh Lan cùng với các anh chị đại diện. Và kính thưa quý vị, từ những thập niên 60-70 của thế kỷ trước, có một thần đồng đã cất lên dòng ca khởi đầu trước khán giả khi chỉ mới lên 5 tuổi. Suốt 55 năm vừa qua, giọng ca đó vẫn bền bỉ vang mãi, mang lại cho đời những khúc hát ngọt ngào và thanh khiết. Giọng đó cũng có thể là những bản thánh ca mà quý vị hẳn đã từng nghe, yêu mến và nhớ mãi về cô. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu nữ ca sĩ hải ngoại Hương Lan, người vẫn từng... Vâng, chỉ nghe nói tên của chị thôi, chúng ta đã hoàn hồ to lắm rồi. Và hồi nãy khi tôi đứng ở dưới khán phòng thì có nhiều người đã nôn nóng mà hỏi: cha, sắp tới chưa, sắp tới chưa? Tôi phải bảo ngay, dạ sắp rồi đấy ạ. Thế bây giờ một lần nữa xin kính mời anh chị em chúng ta cùng hướng về sân khấu và chào đón nữ ca sĩ Hương Lan bằng một tràng pháo tay nữa ạ. Vâng, xin kính mời chị. Và kính thưa quý vị, ngày nào mà quý vị vẫn còn để lòng mình rung lên với những bản nhạc ngọt ngào, trữ tình, lãng mạn, Song Khánh tin chắc rằng ngày đó tiếng hát của nữ danh ca Hương Lan vẫn để lại những ấn tượng sâu sắc trong lòng người mộ điệu âm nhạc. Và thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay, với sự hiện diện của nữ ca sĩ Hương Lan, chúng tôi tin chắc đó cũng là một món quà tuyệt vời mà ban tổ chức muốn dành tặng cho tất cả quý vị. Một lần nữa, một tràng pháo tay thật nồng nhiệt chào đón tiếng hát nữ danh ca Hương Lan. Lòng con nhỏ có chi?
ám tà tình thương tuyệt đối, biết tìm chỉ dừng tiếng con thuyền đến nơi, trọn đời con đây nhỏ bé, trọn đời xin dâng tiễn con, xin dâng lên lễ con, xin dâng lên con người nhỏ bé có chi đâu, có chi đâu, ôi con người ngàn năm có chi đâu, con xin dâng lên hy lễ, con xin dâng lên chính là chiên thiên Chúa, gánh tội tình, gánh tội tình, gánh muôn tháng năm máu người đã đổ đầu làm. Bước đi trên đời trong cánh tay tình thương, theo nhịp sóng yên vui, Chúa dắt dìu con gieo bước tin yêu mọi nơi, làm chứng nhân cho Ngài trên khắp cõi chân có Chúa trong đời, niềm vui dâng tràn chứa như trùng khơi sông vô, như mùa xuân không mua. Có Chúa trong cuộc đời, ngàn khó nguy đâu có ngại gì, và ngàn muôn cay đắng sẽ trở thành niềm vui.
con biết từ đây được sống trong ân tình, được sống trong nhà Chúa, nương tựa bóng thiên nhan. Giá phút trần gian theo tháng năm nay dần tan, con chú thân an toàn trong Chúa nguồn bình an. Có Chúa trong đời niềm vui dâng tràn chứa, như trùng khơi sông vô, như mùa xuân không mua. Có Chúa trong cuộc đời ngàn khó nguy đâu có ngại gì, và ngàn muôn cay đắng sẽ trở thành niềm vui. Đau ê chề vương vấn trên trần thế, trăm ngàn nỗi đam mê. Có Chúa cùng đi bao hiểm nguy còn sợ chi, ngày đó khi trở về ôi sướng vui thỏa thuê. Có Chúa trong đời niềm vui dâng tràn chứa, như trùng khơi sông vô, như mùa xuân không mua. Có Chúa trong cuộc đời ngàn khó nguy đâu có ngại gì, và ngàn muôn cay đắng sẽ trở thành niềm vui. Cứu vớt hồn con từ vùng sâu tối tình, rồi ánh quang bình minh cho ngày tháng tươi sinh. Bóng tối trần gian cho bước con đi lầm than, ngài đỡ nâng siêu dàng con sống trong bình an. Có Chúa trong đời niềm vui dâng tràn chứa, như trùng khơi sông vô, như mùa xuân không mua. Có Chúa trong cuộc đời ngàn khó nguy đâu có ngại gì, và ngàn muôn cay đắng sẽ trở thành niềm vui. Có Chúa trong cuộc đời ngàn khó nguy đâu có ngại gì, và ngàn muôn cay đắng sẽ trở thành niềm vui. Có Chúa trong đời niềm vui dâng tràn chứa, như trùng khơi sông vô, như mùa xuân không mua. Có Chúa trong cuộc đời ngàn khó nguy đâu có ngại gì, và ngàn muôn cay đắng sẽ trở thành niềm vui. Xin được cảm ơn những tràng pháo tay thật đồng nhiệt của quý vị đau ái dành tặng cho tiếng hát của Linh Mục Nguyễn Sang cùng với nhóm múa giới trẻ Mỹ Tho. Bây giờ chúng con kính mời tràng Nguyễn Sang vui lòng nán lại sân khấu, và kính mời chị Hương Lan vui lòng bước ra sân khấu một lần nữa ạ. Và xin quý vị cũng dành một tràng pháo tay một lần nữa cho danh ca Hương Lan. Kính thưa quý vị, theo chúng con được biết thì chị Hương Lan mới về Việt Nam ngày hôm qua, chính xác là buổi sáng tới Tân Sơn Nhất.
chị đã đến đây để cùng tổng dợt với anh chị em ca sĩ và nghệ sĩ để hôm nay chị có thể biểu diễn, và ngày mốt tức là Chủ nhật chị lại bay về Mỹ. Vâng, xin phép được hỏi chị, chị có thể chia sẻ cho quý vị khán giả tại đây cái cảm xúc của chị và cái suy nghĩ của chị trong một chuyến đi rất ngắn như vậy để chị làm một công việc cũng rất ngắn ở trên sân khấu thế này. Thật là một điều đáng quý. Xin chị chia sẻ với mọi người. Dạ, trước hết Hương Lan xin kính chào Đức Cha, kính chào quý cha, quý sơ và tất cả quý bà con anh chị em, gửi đến tất cả quý vị lời chào thân thương nhất của Hương Lan. Dạ thưa cha, Hương Lan rất là hạnh phúc để về đây chỉ có 3 ngày rồi trở lại Hoa Kỳ, vì sắp tới còn một chuyến đi Âu Châu. Mà khi nhận lời chương trình này thì Hương Lan rất là vui, rất hạnh phúc khi được đóng góp tiếng hát mình vào trong chương trình này để chia sẻ phần nào những cái sự mất mát và những sự thiếu thốn của những người nghèo của Việt Nam. Một lần nữa Hương Lan xin chân thành cảm ơn quý cha, Đức Cha đã cho Hương Lan có cái cơ hội để được về đây đóng góp chương trình này. Xin cảm ơn quý vị. Vâng, xin cùng với quý vị khán giả tại đây gửi lời cảm ơn chị Hương Lan rất nhiều. Nghe tiếng hát rất mượt mà, rất ngọt ngào và rất có tâm tình cầu nguyện của chị, mọi người đều có thể cầu nguyện được, phải không ạ? Vâng, và tiếng hát của chị đã làm cho bài hát rất là quen thuộc, trở thành một bài thánh ca thực sự. Không phải chỉ vì bài hát, mà thưa là vì chính con người của chị. Xin bật mí một điều mà có lẽ quý vị khán giả không ai biết, đó là trước khi bước lên tam cốc cuối cùng của sân khấu, con đã nhìn thấy ca sĩ Hương Lan đứng yên làm dấu thánh giá rồi mới đi ra sân khấu. Điều này thật đáng quý, phải không ạ? Và con cũng biết thêm một thông tin là Linh Mục Nguyễn Sang chính là cầu nối để nữ danh ca Hương Lan bay từ Hoa Kỳ và về đây góp mặt trong chương trình Caritas lần 3. Thưa Linh Mục, con được biết là có rất là nhiều những chương trình của cha vì cộng đồng, và đặc biệt là chương trình Tiếng Hát Vì Người Nghèo. Cha cùng với nữ danh ca Hương Lan đã có một cái sự kết hợp rất là ăn ý và rất là nhiều lần, mang lại rất nhiều niềm vui về tinh thần và vật chất cho những mảnh đời bất hạnh. Thưa cha, cơ duyên nào để cha cùng với nữ danh ca Hương Lan gặp nhau và lại có những cái kết hợp lâu dài như vậy? Xin cha chia sẻ được không ạ? Trước hết con xin kính chào Đức Tổng, kính chào quý cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý bạn chị em lời chào trân trọng nhất. Chương trình Tiếng Hát Vì Người Nghèo của con đã ra đời hơn 10 năm qua, và mục đích đó là để giúp đỡ cho những người nghèo. Và trong những show ca nhạc nhằm gây quỹ để mang tiền về Việt Nam, thì cơ duyên người gặp chị Hương Lan đó là cùng gặp nhau, trái tim yêu thương những người nghèo. Chị Hương Lan là một trong những người nghệ sĩ có tấm lòng cao quý. Mặc dù với những công việc bận rộn, nhưng nghĩ đến người nghèo là chị sẵn sàng hy sinh. Cụ thể đó là những ngày rất là ngắn và bận rộn, chị cũng đến để chia sẻ cho chúng ta trong buổi tối hôm nay. Vì thế, trong trái tim, trong tình người thì đó là cơ duyên gặp nhau. Dạ vâng, chúng con tin chắc rằng với cơ duyên mà Linh Mục Nguyễn Sang vừa chia sẻ, từ điều gì xuất phát từ trái tim sẽ đến với trái tim. Chính vì điều đó đã gắn kết tiếng hát của nữ danh ca Hương Lan cùng với Linh Mục Nguyễn Sang không chỉ dừng lại ở tiếng hát vì người nghèo hoặc những chương trình Caritas. Chúng tôi tin chắc rằng trong những chương trình thiện nguyện khắp mọi nơi trên toàn thế giới đều có sự hiện diện và góp mặt của Linh Mục Nguyễn Sang cũng như tiếng hát của nữ danh ca Hương Lan. Song Khánh vừa nói đến sự kết hợp rất ăn ý từ trái tim đến trái tim của cha Nguyễn Sang và chị Hương Lan, thì hẳn là chúng ta có lẽ cũng tò mò để nghe xem sự gắn kết đó thật sự như thế nào. Quý vị có đồng ý là chúng ta mời hai ca sĩ hát chung một bài không ạ? Thưa cha và thưa quý vị, nhưng mà trước khi chúng ta cùng thưởng thức sự kết hợp của nữ danh ca Hương Lan cùng với Linh Mục Nguyễn Sang, thì giờ đây cho phép chúng con xin được trân trọng kính mời cha Vinh Sơn Vũ Ngọc Đồng sẽ lên trao kỷ niệm chương của chương trình Caritas lần 3 cho
nữ danh ca Hương Lan cùng với Linh Mục Nguyễn Sang thay cho lời tri ân và lời cảm ơn chân thành của ban tổ chức chương trình cũng như tất cả quý vị khán giả ngồi phía dưới dành đặc biệt cho nữ danh ca Hương Lan và Linh Mục Nguyễn Sang. Và một lần nữa xin quý vị một tràng pháo tay thật lớn, thật nồng nhiệt. Con xin mời cha Nắng lại sân khấu để chụp một tấm hình lưu niệm cùng với danh ca Hương Lan và Linh Mục Nguyễn Sang. Một lần nữa xin được cảm ơn cha giám đốc Caritas cùng với hai nghệ sĩ của chúng ta ngày hôm nay. Dạ, con xin được cảm ơn cha. Kính thưa quý cha, giờ đây con xin được trân trọng giới thiệu một nhạc phẩm thánh ca rất ý nghĩa. Và con xin được hát cùng với chị Hương Lan trong buổi tối hôm nay một nhạc phẩm của Linh Mục Nguyễn Duy, bài hát được mang tên Kinh Nguyện Con Dân. Và
xin cho con trọn đời chúng khen thánh danh Ngài. Xin chúng kiên yêu Ngài cho tình con không huyên úa, và con luôn xin yêu người cho trọn vẹn bao ước mơ. Xin chúng kiên yêu Ngài cho tình con không huyên úa, và con luôn xin yêu người cho trọn vẹn bao ước mơ. Kính thưa quý vị, tiếng hát của kinh nguyện dâng Chúa có thể được xem thay cho lời nguyện kết của chương trình đêm nay, đồng thời là một lời nguyện ra đi để chúng ta không chỉ ra đi với bàn tay không, nhưng ra đi với ước nguyện và quyết tâm là làm đẹp cho cuộc đời, sống đức ái như sứ mạng và để cho cuộc đời tốt đẹp hơn, và để cho buổi diễn của chúng ta được kết thúc một cách tốt đẹp và mọi người có thể ra đi trong niềm tin yêu và lòng chân thành phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân. Chúng con trân trọng kính mời Đức Tổng và cha Vinh Sơn lên trên sân khấu để ban phép lành cho cộng đoàn. Và chúng con xin mời cộng đoàn chúng ta cùng đứng để nhận phép lành từ phía Đức Tổng và cha giám đốc chương trình Caritas. Trước khi ban phép lành cho tất cả cộng đoàn, tôi nhận thấy cái nghĩa vụ phải tặng cho gia giám đốc Caritas bó hoa. Tại vì buổi tổ chức hôm nay tất cả là do Ngài, mà ai cũng được tặng hết, mà Ngài không có gì hết trơn. Cho nên giờ đây tôi xin phép được tặng cho Ngài bó hoa. Và xin quý vị một tràng pháo tay thật lớn dành tặng cho cha giám đốc Caritas. Mong Chúa sẽ trả công bội hậu cho cha. Chúa ở cùng anh chị em, hãy chúc tụng danh Chúa. Ơn phù trợ chúng ta ở nơi danh Chúa. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Và kính thưa quý vị, giờ đây chúng con xin được trân trọng kính mời Đức Tổng cùng với cha giám đốc Linh Mục Nguyễn Sang, danh ca Hương Lan và toàn thể quý vị cùng với chúng con hòa chung vào nhạc phẩm Kinh Hòa Bình. Và xin những ngân nến tiếp tục sẽ được lan tỏa khắp khán phòng. Lạy Chúa xin
biết người hơn được người yêu biết, tìm yêu mến người hơn được người mến yêu. Vì chỉ khi hiện thân là khi được nhận thân. Những dòng nến đang chảy trong khán phòng sẽ được chảy ra khỏi khán phòng và chảy vào cuộc đời. Những ngọn nến này sẽ tắt đi, nhưng lòng tin yêu và lửa nhiệt thành của chúng ta sẽ không tắt, để mãi mãi chúng ta là những Kitô hữu có khả năng đem tin mừng của Đức Giêsu Kitô vào trong cuộc đời, để cuộc đời rồi sẽ được đẹp hơn. Và chúng tôi tin chắc rằng những ngọn nến này sẽ là ngọn lửa đức tin chúng ta cùng thắp lên, không chỉ gói ghém trong khán phòng mà sẽ lan tỏa mãi mãi và nối dài trên khắp mọi miền đất nước, nơi có những mảnh đời bất hạnh, những khó khăn, những bất công đang cần được tất cả những ngọn nến lòng tin yêu chia sẻ. Dù chương trình Caritas lần thứ 3 được khép lại tại đây, nhưng chúng tôi tin chắc rằng với niềm tin yêu của quý vị dành cho Thiên Chúa qua những công việc bác ái tuy nhỏ và đời thường, nhưng chắc chắn cũng sẽ làm cho ngọn lửa tình yêu cháy hoài, cháy mãi, khôn nguôi. Chương trình Caritas lần thứ 3 khép lại. Chúng con xin một lần nữa cảm ơn sự hiện diện rất yêu thương của Đức Tổng, của quý cha, cũng như là sự góp phần rất tích cực của quý ông bà và anh chị em. Xin kính chúc quý ông bà và anh chị em ra về và tiếp tục sống tinh thần của mùa chay trong niềm tin yêu và lòng trông cậy, và kính chúc mọi người bình an. Đôi lòng người nói thật nhiều tình thương yêu, bắt nhịp cầu nối thật dài, nối rộng vòng tay nhân ái, nối yêu thương đến từng nhà, nối chia xa đến từng ngày khốn cùng cơ cơn đau khổ bất hạnh. Lấy họ bằng tình yêu bên trong Đấng Kitô, nối tiếp nối tiếp nhịp cầu Caritas an ơi, nối tiếp nhịp cầu Caritas về tim, một trái tim cùng trong nhịp đập, một cánh tay lên đời hành động, lần tâm lòng chung một tấm lòng sẽ chia bằng ái yêu thương, bắt nhịp cầu nối lòng người. Nói thật nhiều tình thương yêu, bắt nhịp cầu nối thật dài, nối rộng vòng tay nhân ái, nối yêu thương đến từng nhà, nối chia xa đến từng người khốn cùng cơ cực đau khổ bất hạnh, ôm lấy họ bằng tình yêu bên trong Đấng Kitô, nối tiếp nối tiếp nhịp cầu Caritas bạn ơi, nối tiếp nối tiếp nhịp cầu Caritas về tim, một trái tim cùng chung nhịp đập, một cánh tay lên đời hành động, một tấm lòng chung một tấm lòng sẽ chia bằng ái yêu thương.